à. Đưa đây bỏ đi cho bà nội đi. Em chắc là chưa được gì em. Dạ. Chuối. Ủa qua sấy khô anh chị. Bơ hai loại khác nhau. Đây, đây là con đường Hàm Nghi. Đi thẳng là chúng ta đổ dốc để về Hồ Xuân Hương. Xin đi đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật 26 tháng 6 2022. Sunny cũng muốn mời anh chị và các bạn chúng ta đi vào chợ Đà Lạt anh chị ha. Cứ vào những buổi cuối tuần thì bắt đầu 7 giờ đến 22 giờ, đây là chợ đêm Đà Lạt, phố đi bộ Đà Lạt. Nhưng mà giờ này thì xe chạy vào thoải mái anh chị, và bây giờ thì khoảng là 4:30 mới cơn mưa xong, cơn mưa rất là nặng hạt. Và Sunny cũng muốn cập nhật đường phố trên con đường đi vào chợ, và sẵn tiện là chúng ta sẽ đi vào chợ luôn anh chị ha. Bên đây thì bán thức ăn, bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai lang vân vân, và bên kia là bán áo len, xe cộ, khách du lịch rất là đông. Thời tiết Đà Lạt bây giờ buổi 4:30 thì bây giờ khoảng là 20 độ C. Nó chỉ mát mẻ anh chị, nó không có lạnh mấy. Đây, bán cá viên chiên người ta mua quá trời luôn, đồ nướng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để gửi anh chị những hình ảnh này nhé. Đối với mùa hè thì khách du lịch rất là đông anh chị. Buổi tối Sunny có quay cái phố đi bộ, thì nơi đây giống như là biển người, rừng người đi chen chúc nhau mà đi. Còn đối với khu vực chợ và bên trong lòng chợ thì những ngày du lịch như thế này thì người ta bán đến khoảng 20 giờ tối. Dầu lắc bán áo len, dầu lắc bán quá trời bán. Trời bữa nay thì nó hơi âm u anh chị, mưa nắng mà mình không biết được như thế nào, nhưng mà mình cứ đi như thế này gửi anh chị những hình ảnh thực tế nhất của chợ vào ngày cuối tuần, chợ Đà Lạt, một cái mảnh đất mà anh chị có rất là nhiều kỷ niệm. Bơ một 100.000 5 ký, trời bơ quá rẻ luôn, rẻ bất ngờ. Đây là một khách sạn cũng xưa cũ ở Đà Lạt này nè chị, Hải Sơn hay Sơn Hải gì đó. Ngày xưa anh chị ha, bây giờ nó có tên là Night Dream Hotel. Rồi, trước mặt anh chị đó là hình ảnh chợ. Ở bên đây thì bán dâu, dâu rất là nhiều. Cà. Đưa đây bỏ đi cho bà nội đi. Em chắc là chưa được gì em. Chanh
dây. À, cả cà, trứng, sữa, vân vân. Rồi, atiso tươi. Trái hồng. Nhìn thích ghê, atiso nè. Bánh mứt. Rồi, mình sẽ đi vào chợ nha anh chị. Ở đây cái hướng này là cầu thang. À, buổi tối thì người ta bán sữa đậu nành nhiều lắm. Bánh tráng nướng, sữa đậu nành, những cái món ăn của các bạn trẻ đó. Ở đây thì rưng người, tối nay cũng vui lắm anh chị. Rồi, trước mặt anh chị đó là chợ Đà Lạt, một hình ảnh không bao giờ quên. Và xin đi tin chắc rằng khi mà đi Đà Lạt thì chúng ta sẽ ghé chợ này, mua những món quà về cho gia đình, cho bạn bè và người thân. Đây là xung quanh thì có những cái khách sạn. Đang mùa bơ nên bơ nó rẻ lắm. Đây là quang cảnh chợ Đà Lạt. Trời, shipper nguyên một cái dãy luôn, anh chị thấy không? Nguyên một cái rổ luôn kìa. Bơ. Bây giờ thì có hai chợ, chợ mới và chợ cũ. Chợ cũ phía đằng sau cùng bán quần áo, thịt thà. Nhưng mà những hình ảnh chợ cũ dù sao đi nữa, mọi người vẫn thích xem hơn. Đó, bên kia là cây cầu kìa, cây cầu mình đi lên anh chị buổi tối. Đây bán, không biết bán cái trái gì ta. Rồi, mình sẽ đi vào chợ như vậy ha. Như hình ảnh đối với chợ Đà Lạt thì ở ngoài thì bán bông hoa, bán bông hoa, bánh mứt, hoa bức tử, dầu. Quá trời bánh mứt. Chuối. Chuối, bơ. Mít sấy, cà rốt, hoa lan, khổ qua sấy, sấy khô anh chị. Khoai lang sâm 40.000. Sáu 60.000. Đây là khoai lang dẻo. Khoai lang dẻo 60.000. Cứ ăn thoải mái, lấy con nai cho nó thử, nó sợ già, nó sợ khó bò kìa. Lấy con nai cho ăn thử đi. Cho miếng con nai. Quá trời. Mứt dâu, một hộp vậy nhiêu? Chị Nga, mứt dâu này hộp gì nè? Dạ, 60 ngàn. À, 60 ngàn. Cho ai chơi. Ý đây nó có giá. Mứt dâu đó là không có chê vô đâu luôn á. Ok luôn á. Dâu. Hồng dẻo, 150. Đây, hồng dẻo 150 nè. Giặt hàng tới đâu đóng cho anh, cho nói cho anh. Cho nó ăn mới không? Ăn thử gì không chị? Thử đi. Tôi không thử đâu, tôi biết rồi, không ăn nổi đâu. Bắt cầm con gà hôm nay ăn dỗ. Chị. Thử ăn đây, ăn đây. Này bao nhiêu một ký?
730, bữa là 730 phải không? Đó. 730. Hôm nay. Nhậu ngon á. Nhậu ngon lắm, đặt miếng chanh vô. Ngon, phải đặt chanh vô. Mùa này mới có thơm này á cô. Ừ. Đông mật mới lạ. Ừ. Cái dâu tay là lạc sẻ hai vị dâu tươi múc bằng cái này là gì? Dâu thấy à. À. Ừ, dâu thấy 120 một ký bán bằng giá coi 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 gói là biết sao rồi đó cuối bờ. Bơ hai loại khác nhau. Ngọt. Uống nước ngọt không ngọt. Thôi nói chung là giá cả này niêm yết. Niêm yết rất là rõ ràng anh chị. U liu 40.000. Mận cơm 40.000. Chanh non chua ngọt 40.000. Khoai lang xăm 40.000. Quýt chuẩn bị 40.000. Túi lọc của cô có 20.000 bất thường. 20 túi. Quỳnh Nga, đặc sản Quỳnh Nga. Rồi đặc sản Đà Lạt Quỳnh Nga. Còn hỏi 20 nha chị giá. Rồi. Ừ, ok. Rồi, à, chúng ta cùng tản bộ nha, để đi tham quan chợ Đà Lạt. Nói chung là dâu không là dâu. Cảm ơn. Rồi mình sẽ đi ra bên hông anh chị. Thì đối với Đà Lạt thì riêng Sunny thì khi mà Sunny bắt đầu đi Đà Lạt vào năm 1991 rất là nhiều kỷ niệm, những con đường góc phố khu vực trung tâm. Đây là buôn bán thời trang. Sunny sẽ đi ven con đường này nha anh chị ha. Và đi qua khu vực chợ mới. Đây là khu vực chợ cũ. Bán trái cây. Đối với khách du lịch thì tập trung đông nhất vào ngày thứ bảy. Còn chủ nhật thì vẫn còn khách nhưng mà cũng về bớt rồi anh chị. Hôm qua thì đông. Bánh mì. Bên đây là bán bánh mì nè. Bán măng cục và ở đây là bán quần áo. Khu vực chợ này, cái cầu phía trên cao, cái hướng phía trên cao. Đây là một con đường để mình lên phố. Con đường đi qua hướng bên kia, Sunny sẽ len lỏi anh chị ha, để chúng ta đi.
hàng này là lối lên hàng ăn uống. Cải salad. Đây là cái lòng chợ mà bán bánh mứt mà Sunny mới chia sẻ với anh chị. Tối nay thì bắt đầu người ta soạn đồ ra bán thời trang nè anh chị, bán quần áo, những cái bắt đầu người ta bán đêm, chuẩn bị bán đêm. Chưa sáng thì nắng lắm anh chị, nhưng mà chiều bắt đầu chuyển mưa, thường thường là vậy. Bán hồng 50 một ký. Đi. Mời anh chị chúng ta sẽ đi vào sâu bên trong. Cái khu vực bán salad nè. Salad này nhúng giấm ha, trộn giấm trộn với lại trứng thịt bò thì thật sự mà nói rất là ngon anh chị. Đây là khu vực chợ mới phía sau nha anh chị. Cũng bán quần áo thời trang, khu vực vui chơi giải trí, quán ăn, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng nữa anh chị. Giáo xin kính chào ông bà cô bác anh chị. Xin kính chúc ông bà cô bác anh chị hạnh phúc. Khu vực này là bán rau cải thôi. Cháu đến đây rất mong sự ủng hộ của ông bà cô bác anh chị rất nhiều. Hàng ngày mình ủng hộ cho người mù và món hàng mình thường thương mến thương. Mình giúp đỡ người mù vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Quần áo, áo gió 150 ngàn, 120 ngàn. Vòng chợ mới anh chị. Đây. Đi chợ mới sau đó Cindy sẽ đi ra một con phố. Con phố là mình vòng về khu Hòa Bình nha anh chị ha. Thì đối với khu vực này bán quần áo thôi anh chị, áo len áo gió thôi. Nó giống như chợ An Đông của Sài Gòn, tất nhiên là chợ An Đông bán sỉ, ở đây bán lẻ và đặc biệt là những cái mặt hàng áo gió. Bên đây nữa. Rồi. Chúng ta đi tiếp nha anh chị, chợ mới. Ở đây thì bán đặc sản. Bánh mứt. Chợ này thì nó sang trọng hơn, sạch sẽ hơn. Ừ.
lên tiếp tục nha anh chị. Ở trên đây là có là một con đường để xin đi mời anh chị chúng ta ngắm phố phường nha. Những điểm bán cà phê, đây là hướng con đường Phan Bồ Châu để chúng ta về với lại khu Hòa Bình. Con đường này thì đi ra con đường Hàm Nghi, ngày hôm nay là Nguyễn Văn Trỗi, ngay cái bến xe cũ đó anh chị. Rồi bây giờ cùng đi với Sunny nha. Đi một vòng thấy người nó ấm lên, không còn lạnh lẽo gì cả. Đà Lạt bây giờ nó không còn lạnh giống như xưa nữa anh chị. Còn đây là những quán cà phê, khách sạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc cái phố này về bến xe cũ khu Hòa Bình. Ngay chỗ rạp hát Hòa Bình đó anh chị. Trời bắt đầu cũng chuyển mưa, tiếp tục là chuyển mưa. Đối với những buổi tối thì những cái món trời xe lạnh này là món lẩu. Lẩu gà lá é chẳng hạn. Đó là một cái món rất là ngon của Đà Lạt. Nhâm nhi bên những người bạn hiền, kể chuyện Đà Lạt xưa và nay. Đó, đoàn khách du lịch vào khách sạn. Trước mặt anh chị đó là con đường khu Hòa Bình đó. Thì những căn nhà mà bên trái bên phải thì có thể là thay đổi. Đây là một cái địa điểm của xe Thành Bưởi đi cái tuyến Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ. Thì những căn nhà bên trái này nó vẫn y hệt như cũ mà Sunny có kỷ niệm năm 91-92. Ngày xưa thì nó có những cái quán cà phê. Đường xá thì nghẹt hết rồi. Okay. Hiện tại là vì người dân, dân số của Đà Lạt nó tăng lên so với ngày xưa. Nên chính vậy cũng chia sẻ với anh chị, Đà Lạt bây giờ có đèn xanh đèn đỏ trong cách đây vài tháng trước. Và có lẽ là anh chị sẽ rất là nhớ những cái dãy nhà này. Sunny nhớ những cái buổi sáng xe lạnh ra đây uống cà phê. Cà phê Đà Lạt không giống như cà phê ở Sài Gòn anh chị. Những cái bàn, những cái ghế xếp liền bên nhau, ngồi sát bên nhau, rất là ấm cúng. Những căn nhà siêu vẹo với thời gian. Đây là một cái món là lẩu gà lá é, là cái món mới đây sau này thôi anh chị, rất là được ưa chuộng. Quán vịt, bún vịt.
ngày xưa nha, khi mà lên Đà Lạt thì một hình ảnh rất là đẹp, gợi chúng ta những cái gợi nhớ gợi thương, đó là cô gái phố núi má đỏ hay hay. Căn nhà tiệm cơm Hậu Giang. Đây là cái khu vực bến xe cũ nè, bến xe cũ bây giờ trở thành bến xe xe bus rồi. Ngày xưa mà mỗi lần mà đi Sài Gòn lên Đà Lạt thì đi bằng những chiếc Hải Âu, chiếc Carusa tiệp khách. Sau này đó thì có những cái chiếc như là tốc hành, như là Phi Hổ, Thảo, vân vân, Sơn Tùng là nhiều lắm. Đấy, những căn nhà này vẫn y hệt nè. Đà Lạt thì nó đã thay đổi, nhưng mà có đôi khi chúng ta phát hiện được những góc phố mà nó y hệt như ngày xưa. Và đến khu vực này thì anh chị nhớ tới một quán cà phê, đó là cà phê Tùng, bến xe. Những căn nhà tất nhiên là trong tương lai không xa nữa thì những căn nhà này chắc có lẽ là không còn. Đây, đây là con đường Hàm Nghi. Sinh y ngày xưa một thời gian đi lên con đường này, nó còn con đường đất đỏ, lúc đó đang làm đường đất đỏ, nhà cửa thì nó không có nhà lầu cao như thế này anh chị. Nay là con đường Nguyễn Văn Chổi. Chúng ta quay lại nha anh chị. Bến xe năm xưa ở đây. Ngày xưa là xe lam, xe đò. Đối với những hình ảnh xưa cũ thì xin đi nhớ ở đây ngay chỗ Bảo Ngọc, Bách Hóa Bảo Ngọc nè, ngay chỗ Ngọc Châu nè, thì nơi đây là có một cái sạp báo. Rồi, mình sẽ đi ngang quán cà phê, quán cà phê Tùng, ngắm lại con đường Hàm Nghi. Con đường kỷ niệm. Ở đây cà phê Tùng là gì? Nhà vẫn y hệt như xưa thôi anh chị, nhưng mà bên trong thì làm lại bàn ghế. Nhưng mà ngày hôm nay thì xin đi không còn ghé quán cà phê Tùng nữa. Có những quán cà phê nó dạng như thế thì xin đi thích cái sự mộc mạc bình yên hơn, nhưng mà nó cũng là bình dân anh chị ha, nó không phải là cao cấp. Đây là phía sau rạp hát. Còn quán cà phê Tùng thì đông quá. Đây, tới đây thì xin đi cũng chia sẻ anh chị vài góc phố, vài con đường.
cô. Quá đông. À, trước mặt anh chị đó là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó anh chị. Rồi, chúng ta sẽ đi dọc con đường Hòa Bình. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị những đường phố lưu luyến nhìn lại thôi. Ngày xưa Nam Kỳ Khởi Nghĩa là có tên là Trương Vĩnh Ký. Rồi mình sẽ đi dọc con đường khu vực Hòa Bình. Sunny nhớ ngày xưa nó giống như là một cái bách hóa tổng hợp. Bây giờ phía trước là công ty bất động sản Địa Ốc Toàn Cầu. Trời bắt đầu là mưa, lắc đắc rơi rồi. Bên kia nữa. Phía trước là hát của khu Hòa Bình. Đi thẳng là chúng ta đổ dốc để về Hồ Xuân Hương, những dãy khách sạn, những dòng khách du lịch. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui vào ngày cuối tuần mùa hè. Sunny thực hiện cái clip này cùng anh chị ngắm lại chợ Đà Lạt, những con đường góc phố thân thương của riêng Sunny và cũng có thể là của anh chị, để chúng ta nhìn lại thành phố Đà Lạt mộng mơ, thành phố tình yêu và nỗi nhớ ngày hôm nay nó như thế nào. Bắt đầu lất phất cơn mưa rơi rồi. Xin đi một lần nữa kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những các clip tiếp theo của Sunny Đoàn. Bye bye. Để ủng hộ kênh, anh chị nhớ đăng ký kênh. Nếu mà chưa đăng ký hoặc là chia sẻ các clip này đến với mọi người yêu mến Đà Lạt. Bye bye. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những các clip lăng thang tiếp theo của Sunny Đoàn. Chào anh chị nha. Hẹn gặp lại.